Ok thì hôm nay xin chào mọi người với kênh của ba bố con vlog nha. Ok thì hôm nay mình đang ở ruộng nhà bà mình này, nhà bà nội mình ấy. Ok thì hôm nay có cả Gia Linh, Gia Bảo đó. Ok thì hôm nay mình quay cái vlog hôm nay là thử thách ăn ai ăn được bim bim nhiều nhất nha mọi người. Không lắc đấy, đây là bim bim. Đây là bim bim phô mai này các bạn. Này Linh ăn mấy gói Linh? Cho ăn 10 gói. 10 gói à? Các bạn tô ăn mấy gói nào? Mình sẽ ăn 9 gói à? 19. Mình sẽ ăn mấy gói cũng được. Ăn hết luôn. Hết luôn nào. Bắt đầu nha. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Ăn từ từ thôi. Khi ăn nhanh thì con ăn từ từ. Không được uống nước. Nhưng mà con đau ra thì bố phải chữa cho con nha. What? What the fuck? Con đau răng bố phải chữa cho con à? Mai không ăn nữa thì sợ đau răng thì bỏ cuộc luôn từ đâu. Ngon á. Nghe ở răng cấp 1 nha. Siêu nhân ra bảo cần. À, có cá linh tròn nha. Siêu nhân sợ chó. Đau răng có cá linh tròn à. Một từ đầu luôn. Sao ăn được? Đau răng vẫn ăn được à? Không nghẹn rồi. Không nghẹn không? Không sao. Bố ơi bố, thế là thưởng nhận được bao nhiêu tiền này? 20.000. Mình cửa 1 kiệu các bạn ạ. Ai ăn xong để vò ở sau để tí đi đếm nha. Mình cửa 1 kiệu. Mình khá thôi. Mình cửa 5 kiệu. Vỏ của ai người khác cất nha. Không ăn nữa. Bạn ăn. Bạn tôm nó bỏ cuộc. Nó ăn nha. Ok. Ghi để cho phần thưởng đau răng tặng cho bạn tôm. Được rồi. 2 gói nha. Mình sẽ dùng cái khăn áo nha các bạn. Mình sẽ đổ khăn nào. Được 1 gói rồi. Bạn tôm bỏ cuộc, bạn tôm đi ra ngoài đi. Bố nên tôi bị. Ăn hết đi Linh ơi. Bố ơi. Con xin. Tối nay con không ăn cơm. Mình không xin không ăn cơm nha. 1 gói. Linh được mấy gói rồi Linh? Không. Chưa được gói nào à? Ui đấy ăn thế mà nhiều rồi không tính nên ngặt lên nha. Gói thứ hai à? Bảo gói thứ hai đúng không? Bạn tôm bạn ấy đang bỏ cuộc cả nhà nhưng mà bạn ấy vẫn ăn. Không thi đâu nhưng vẫn ăn. Úi giời. Các bạn thấy mồm mình bẩn cho mình xin 1 like nha. Để xem có biết mồm mình bẩn không. Bẩn lắm rồi. Cả các bạn cũng có các bạn nhìn nha. Trời nắng mình đến nó mình không dám nhìn lên. Môi mình có bẩn không ha. Cả mặt mình đó. Các bạn cứ đăng ký kênh cho nhiều để nếu ra bình đen các bạn cho để mình kiếm được nhiều tiền xong mình còn đi làm lại da trắng.
da mình đen như này vẫn trắng được không? Lần lên nó phát trắng. Ôi mà trời ơi, trắng. Ai muốn da trắng lên? Tập trung chuyên môn nào, Linh thì mày có rồi Linh ơi, ăn nhanh lên nào. Ôi trời ơi, một đống này bây giờ mới hết. Để sáng mai. Bao giờ? Sáng mai. Thưa ăn được gói nào? Thì thưa 20 ngày mà ăn sáng. Thì thưa em ơi các bạn ơi. Cháy à? Ôi ôi. Vứt đây. Ăn cho ăn cho ăn ăn cho. Cho xem. Ăn được. Bao nhiêu kịp thưa? Không. Không thì thôi ăn cái gì. Hiện tại là Ngọc nó dẫn đầu. Sắp hết hai gói rồi. Ta bảo thò đi. Không là được ăn bim bim xảo láng các bạn ạ. Được có hai gói này. Được rồi em. Được rồi em. Chịu ý chạy thẳng với nhau uống nước. Nhưng các bạn chịu cho mình cố kiếm tiền để mua điện thoại nha. Các bạn tên là 20.000 mua điện thoại. Hai gói. 20.000. Được. Đổ lấy 1 tỷ. Sao bạn không cái nào? Bạn chú. Chú. Con pha chết luôn. Chị thua mới được lấy nhiều. Đây bật đi. Đây. Nãy rồi con. Con chúng ta nữa bạn nha. Thêm. Mình nghĩ là chị thua xong mình lấy 3 gói. Ồ, thôi không được đâu. Chạy thua, chịu thua sao còn lấy? Vậy một thôi, chưa chưa gì đâu vậy. Không, chưa thua xong rồi ăn tôm được lấy 3 gói thôi. Một, 2 gói thôi. Mỗi 2 gói thôi. Ăn hết thì nghỉ. Không, thua lên. Chị thua là ngồi xem thôi, làm gì còn nữa ăn nữa. Còn ăn. Mới ăn à? Thôi, nghỉ hết chị thua. Ăn hết được gói chưa? Ăn hết đây. Để đây đi, ăn hết đã. Ăn mà chị thua ra khó, à được. Ra rồi các xem thôi nhỉ. Mình chưa chị thua, một phép rồi thôi. Ui nè. Mình sẽ ăn hết cái này là một cái khác. Không biết, bảo. Đây. Bà chị thua rồi. Đây. Nhớ cho chị với Linh nè. Ok, mình ăn đi nha. Ấn như nào, giờ thay gói rồi. Chị thua, chị thua. Linh ăn được mấy gói Linh? Được. Còn hai cao thủ này Linh ăn gói thứ hai, Ngọc ăn gói thứ ba rồi. Gói thứ ba và nếu ai chiến thắng sẽ được gọi là cao thủ bim bim. Vua bim bim. Cao thủ vua bim bim. Vua bim bim. Vua cao thủ của bim bim. Im và sẽ nhận được 20k cục cổ một cổ. Vâng, và hai người này đang ăn rất chăm chú. Chịu thua. Được, Linh nha. Chưa hết được gói đâu, mình ăn được nhiều gì tĩnh à. Không được ngạc đấy. 70.000 thẻ điện hoa. Bọp. Vì người này vi phạm nội quy nên người bị ăn đán sẽ được tặng thêm một gói. Không được. Không được. Không nhớ ông này. Wow, cụ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Linh gói thứ ba à? Gọi đây là gói thứ 4 thì cháu. Buffet cùng điêu vừa thôi. Thôi bật buffet. Gói này là của người khác. Đâu ấy Linh, đâu đấy, ôi dồi ôi. Đứng lên ăn cho nó xuống nhanh. Khôn như Linh của chị đây. Vào mát quá, đừng ơi, đừng cái giận này. Dám chọc cu em à. Đừng nghe cái lợn này. Đừng nghe cái lợn này. Khóc thế này. Lợn lắm rồi. Gì vậy? Gì vậy? Đây cái con cho kia không? Không phải người ông kia. Bạn
không? Để bé. Không phải. Mày chả hát chưa? Ở công gì kia kìa. Thấy không? Em cho mày xem thằng này. Linh chơi ném đúng không? Linh ném một miếng cho một miếng nha. À đúng rồi, Linh ném nhiều à. Giao một miếng. Linh được mỗi có 3 gói bọ. Chị gói thứ 4 rồi, lo gì. Thôi mình chịu thua. Không có. Không. Linh này phải chịu thua rồi đó. Linh chịu thua rồi. Thôi nhá. Không. Không biết. Không. Bố ơi, Linh chịu thua rồi. Còn chưa. Linh chơi đẻo á. Sao chịu thua. Mình thắng rồi các bạn ơi. Ơ còn hồi cư. Mình là người ăn nhiều nhất. Tay mình mềm. Thôi mình nằm ngủ đây. Kết cục là mình vẫn thắng nha mọi người. Ngủ nha. Đi ngủ một tí thôi.